Xin chào nhà, chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Thì hôm nay mình pha cái bộ dày lá xanh lá mập thân mập cành đó. Thì gồm có chai rong biển ha, chai Antonit và gói Titan, ba thứ ha. Pha theo tỷ lệ ha, có nghĩa là 16 lít nước là bình này. Cộng với 15 ml cái thằng này, cộng với 10 ml thằng này, cộng với 5 g thằng này, ba thứ cộng với pha với 16 lít nước. Thì bây giờ mình quải cái bình lên mình phun ha. Đó thì nãy giờ quải khiêng lên, khiêng cái bình, giá cái bình đeo lại ha. Rồi bây giờ tại không biết sao không? Điện thoại hết pin, quất cái cục sạc cho nó rườm rà mất trật tự nè. Thì khu vực này mới phun nè, ướt đó cả nhà. Đó, lá non lần hai ha, chuyển qua mình xanh lá mạ phun đó ha. Đó, lần dày này nha, lần hai ra nè, phun vô, lần hai ra cái lá cứng cứng thì phun vô ha. Ôi ôi cái trái bầu à. Đó. Nói chung cây nào cây kiển là phun được hết ha. Phun giấy luôn, phát tài luôn. Phun là phun buổi chiều ha, tưới thì tưới buổi sáng ha. Vẫn duy trì tưới canh dưỡng này nha, 7 ngày tưới 1 lần tưới buổi sáng. Còn lá non chuyển màu xanh lá mạ giống vậy ha. Phun bộ về lá xanh lá vô thì hổng phun rồi, tuần sau phun lại lần hai ha. Bây giờ hôm nay là phun lại lần hai nè. Muốn cái lá xanh dày đẹp giống vậy thì phun một bộ dày lá xanh lá vô. Còn mà muốn cây khỏe mạnh thì tưới canh dưỡng vô. Muốn đi bộ bông đọt thì phun bộ bông đọt lúc lá già, cái cành cám cám vậy nè ha. Lúc lá già phun lên thì đọt sẽ bắn ra giống vậy. Khế cũng quất luôn ha. Đó, quế cũng quất luôn. Trang cũng quất luôn. Me cũng quất luôn. Nói chung là cây mai là một cái dạng khó chịu. Nhưng mà anh em nào mà trồng được cây mai rồi thì bớt mấy cái cây kia không thành vấn đề. Cái lá nè, hổm phun lại lần một ha, nó xanh ha, giờ quất lần hai nữa là nó đen luôn á. Nè, này lần một rồi nè, giờ phun lần hai nè.
thôi xin dừng video đây ha, để mình đi phun một đống trong kia nữa ha. Xin chào, chúc cả nhà có một ngày buổi chiều vui vẻ ha. Ráng cô bác anh chị nhớ là từ non ra lần 2 thì tưới canh giữ dưới cốc 7.000 lần tưới buổi sáng. Ở trên thì từ non lần 2 ra nó cứng cứng ha, chuyển màu xanh lá mạ thì phun bộ vài lá xanh lá vô. Rồi ok ha, thôi xin chào, chúc cả nhà thành công.